Diễn biến mới nhất vụ Tan Moneda, nữ diễn viên chiếc lá cuốn bay tử nạn trên sông Chok Phraya, công bố kết quả ban đầu của việc khám nghiệm tử thi lần 2. Theo Imagine TV, vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 3, có cuộc họp báo tại phòng khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm bước đầu khớp với việc khám nghiệm lần đầu tiên của bộ phận giám định pháp y cảnh sát, nhưng vẫn còn vài phần phải chờ kết quả từ phòng lab. Ngày 17 tháng 3, thiếu úy Thanagrishit Arirat, thư ký của Bộ trưởng Bộ Công lý, là người chủ trì buổi họp báo cùng với bác sĩ Khunjin Wonthit Rosanathunan, thành viên của hội nghị viện và là cựu giám đốc viện giám định pháp y đến quan sát cùng các bác sĩ từ nhiều bệnh viện khác. Bà Banida, mẹ ruột của nữ diễn viên Tan Moneda, vì lý do bị bệnh nên không có mặt tại buổi họp báo, nhưng bà ủy quyền cho luật sư Krishna đến quan sát. Còn luật sư Decha cũng bận công việc khác nên không tham gia. Các bệnh viện tham gia gồm Bệnh viện Chulalongkorn, Bệnh viện Ratnathibodi, Bệnh viện Thammasat và các nha sĩ từ Chulalongkorn đến tham dự. Thiếu úy Thanagrit nói rằng còn vài chuyện vẫn cần có thời gian để kiểm chứng vì phải gửi kiểm tra cho phòng lab và chờ từng bác sĩ kết luận. Hạn định làm việc là 2 tuần. Thiếu úy Thanagrit thông báo tất cả mọi người hãy chờ đợi, trong 2 tuần nữa sẽ có kết quả rõ ràng và giám đốc viện pháp y sẽ là người thông báo. Trong buổi họp báo, bác sĩ Khunjin Wonthit có chia sẻ rằng nhìn từ tình trạng thi thể của Tan Moneda thì hai mắt đều bình thường, bằng nhau hết, không bên nào xương phồng hay trợ ngược như thông tin trước đó và trên mắt cũng không có vết thương. Bác sĩ Khunjin Wonthit cũng cho biết thêm là răng của Tamo vẫn còn đầy đủ, không có chiếc răng nào bị gãy, hộp sọ không phát hiện vết thương hay vết bầm nào, cũng không có hiện tượng mắt bị chảy máu. Về vết thương ở chân, bác sĩ Khunjin Wonthit cho rằng điều này phải nói chuyện lại với phía cảnh sát mới biết được chính xác vết thương này do vật gì gây nên, nhưng chắc rằng không phải là vết thương to, không phải vết thương to như kết quả khám nghiệm ban đầu. Còn việc Tan Moneda có thật sự đi tiểu trên thuyền hay không thì phải kiểm tra bàng quang xem có còn nước tiểu hay không. Bác sĩ Khunjin Wonthit cho rằng chưa thể nói lên được điều gì vì thi thể bị thối rữa. Và bà cũng gửi lời cảm ơn đội khám nghiệm tử thi lần 1 của Viện Giám định Pháp y của Bệnh viện Cảnh sát đã xác định rằng vết thương ở đùi xảy ra trước khi tử vong. Từ ảnh chụp và viện khám nghiệm lần đầu tiên, bác sĩ Khunjin Wonthit cho rằng như vậy là rất hoàn hảo. Còn về việc có khác gì với lần khám nghiệm tử thi đầu tiên thì hiện tại chưa thể kết luận được. Trong một diễn biến khác, luật sư Tung cho rằng anh có nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát cấp cao. Nội dung cuộc gọi là yêu cầu anh cùng luật sư Sachapon và luật sư Ronaron hãy ngừng can thiệp vào vụ án của Tan Moneda, nếu không có thể gặp nguy hiểm hoặc sẽ bị kiện. Nhưng luật sư Tung khẳng định sẽ vẫn tiếp tục điều tra vì anh thật sự muốn biết sự thật đằng sau vụ án của Tan Moneda. Luật sư Tung cũng đã đến gặp giám đốc cảnh sát phục 1 và xin rằng đừng kiện những người dân bày tỏ ý kiến mà cảnh sát cho rằng đó là những thông tin giả. Cho đến nay, sau gần 3 tuần kể từ ngày nữ diễn viên Tan Moneda tử nạn, người hâm mộ vẫn luôn hy vọng rằng vụ án sẽ sớm được khép lại để người ra đi được thanh thản và người ở lại cũng bớt đau buồn hơn.